bạn đã đến với kênh Lan Bull Channel. Chủ đề hôm nay sẽ là chủ đề du lịch, và chủ đề du lịch hôm nay mang tên là khám phá xe buýt hot on hot off thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2020, xe buýt hai tầng Mutual đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi hot on hot off. Đây là phương tiện độc đáo để tham quan thành phố. Xe buýt có hai tầng, tầng dưới và tầng trên, nhưng du khách thường thích ngồi tầng trên hơn vì tầng trên có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố. Chiếc xe khổng lồ đưa du khách xuyên qua những con đường tấp nập, đầy các phương tiện giao thông, nhất là xe gắn máy như một đàn ông thợ chen chúc đuổi theo có ông chúa là chiếc xe bus màu đỏ này. Xe đưa du khách đến những địa điểm du lịch nổi bật của thành phố như Ủy ban Nhân dân thành phố, một tòa nhà thiệt to có đính ghế nhưng du khách không thể vào bên trong để tham quan được. Và không xa là Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một tòa nhà theo kiến trúc Pháp. Xe hoạt động từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, mỗi giờ có một chuyến. Xe tiếp tục qua những con đường nhiều cây xanh đến Dinh Độc Lập. Tòa nhà này trước đây là nơi làm việc của Tổng thống. Mình xuống xe và đi dạo một vòng đến nhà hát có tuổi 120 năm. Nhà hát thành phố là công trình kiến trúc của Pháp tuyệt đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước nhà hát là hai bức tượng phụ nữ thật to nhưng không có mặc áo. Xe lăn bánh đến nhà thờ Đức Bà, công trình đang được trùng tu. Ngổn ngang dàn giáo vươn lên gần đến tháp chuông nhà thờ, trùng tu xong chắc đẹp lắm. Dừng lại bưu điện thành phố một chút, xe chạy dọc theo đường Lê Duẩn, chạy ngang Tổng lãnh sự quán Pháp và Mỹ đến Thảo Cầm Viên. Chỗ này nuôi nhốt nhiều thú và có rất nhiều cây to. Mình đã đến thăm nhiều lần rồi. Xe dừng lại bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi có thể xem nhiều xe tăng và máy bay chiến đấu ngày xưa. Người ta bảo quản mọi thứ rất tốt. Mình nghĩ nếu đổ xăng vào, chắc máy bay có thể bay được. Mình vừa ngắm cảnh, mình vừa quan sát bản đồ để biết được lộ trình. Bản đồ ghi rõ từng tên đường, từng điểm dừng rất rõ ràng. Mình có thể sử dụng tai nghe để nghe những thông tin thú vị về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Du khách có thể chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau. Xe đi đến hồ Con Rùa. Con Rùa giờ không thấy nữa, chỉ thấy các cột bê tông vươn cao như một cánh hoa. Có người lại nói nó giống như một thanh gươm với chui gươm phía trên và mũi gươm cắm xuống hồ nước. Trời tối dần, đèn màu các loại nổi bật lên trên bầu trời tím thẳm. Ngước mặt lên trời, nhìn các tòa nhà cao, khi ẩn, khi hiện, trong bóng cây như trò chơi trốn tìm. Đi hot on, hot off, sướng thật. Chỉ mua vé một lần, xe đưa mình chạy vòng thành phố và dừng lại nhiều điểm tham quan. Cứ tham quan và ăn uống thoải mái, sau đó lại lên xe đi tiếp. Đi hot on, hot off giờ này, mình có thể thấy Sài Gòn lên đèn lung linh đủ màu. Chuyến đi này làm mình yêu thành phố Hồ Chí Minh hơn, vì thành phố chúng ta rất đẹp. Mình được nhìn các căn nhà từ trên cao, mình được đi tham quan nhiều nơi và đây là một trải nghiệm không thể quên được. Mình đi xe buýt hot on hot off như này, mình có thể thấy thành phố Hồ Chí Minh lên đèn lung linh rất đẹp. Yeah, video tới đây là hết. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.